Nam em đăng đàn tố fan Bạch công khanh vu khống chiếm đoạt tài sản nói thẳng đàn anh là màu tím. Đêm muộn ngày 1 tháng 12, nam em gây xôn xao mạng xã hội khi liên tục đăng tải story thể hiện bức xúc với fan Bạch công khanh. Cô viết, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi sẽ nhờ pháp luật vào cuộc tội vu khống, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đời tôi đã nhịn nhiều rồi, lần này tôi sẽ không nhịn nữa. Tôi đã muốn bên phía FC của bạch công khanh dĩ hòa bi quý rồi, nhưng bên bạn cố tình đâm sau lưng tôi, bạn đánh giá tôi hơi thấp rồi đó không chỉ chỉ đích danh fan của bạch công khanh cô còn tiện tay giúp đàn anh come out là màu tím luôn nam em viết tôi là người ngỏ lời mời bạch công khanh đi hát chung từ những ngày đầu đi hát tôi luôn muốn bạn song hành với bạn đó lâu dài và tử tế nhưng cuối cùng tôi nhận được gì bạn đó tím ai cũng nhìn thấy tôi vui đùa với bạn ấy trên sân khấu là muốn làm khán giả vui sau những lời hứa hẹn chuẩn bị quay phim mới chung với bạch công khanh bằng những trò thao túng tâm lý nên tôi mới nhận talk show ca ngợi bạch công khanh sau đó tôi nhận được cái gì qua cầu rút ván tôi đã muốn im lặng để giữ sự bình yên cho tôi bao nhiêu lần phan bạch công khanh thao túng tâm lý tôi nói là bây giờ không hát nữa buồn muốn chết vậy là tôi tin tôi tiếp tục hạ mình vì đam mê nhưng cuối cùng tôi sai bây giờ tôi không còn tha thiết về công việc này nữa tôi sẽ đứng lên rửa oan cho chính bản thân tôi có câu người không vì mình trời chu đất diệt Trước đó nam em từng có nhiều mâu thuẫn với người hâm mộ của Bạch Công Khanh, đến nỗi Bạch Công Khanh phải lên tiếng giải thích rõ mọi việc. Anh từng chia sẻ rằng, anh từng chia sẻ với phóng viên vào hồi cuối năm 2022 rằng mọi người quay sang phỉ báng vu khống công ty và tôi có hành động triệt đường sống của nam em, đánh sập các trang fan club của nam em, thâu tóm báo chí hạ bệ cô ấy. Có nhà báo nào nhận tiền của chúng tôi để làm hành động xấu đó hay không? Hoặc có cá nhân nào chứng minh được chúng tôi làm chuyện đó với fan club nam em không? Mọi người cứ lên tiếng đi tôi sẽ đối chất mọi người cứ lên tiếng đi tôi sẽ đối chất giống nam em đã chất vấn tôi về chuyện này giữa đêm khuya tôi phải lật tung cả công ty để giải đáp những thắc mắc của nam em về việc trang fan club bị đánh sập vấn đề là vì nội bộ của cô ấy nói thật đến ngày hôm nay tôi chưa nhận được một câu xin lỗi chính thức nào từ nam em cả nhưng tôi biết nam em là người luôn luôn không giữ bình tĩnh trong mọi chuyện chuyện đó tôi có thể bỏ qua về những phát ngôn mới nhất của nam em phía bạch công khanh chưa có phản hồi nào